Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 266. Ngày nào cũng nhắc nhở chúng ta đời này mình phải quyết chí niệm Phật vãng sanh. Không có cái gì quan trọng bằng cái này hết. Vì nhé, cuộc đời con người chúng ta sanh không mang đến, chết không mang đi đâu quý vị. Vật chất của cải không ai cầm theo được đâu. Nên gầy dựng cái mà mình cầm theo được, niệm Phật cầu sanh cực lạc là cái đặc biệt nhất. Nên Hòa Thượng Hải Hiền ngày nói một câu: niệm Phật là thật, cầu sáng sanh là thật, tất cả việc thế gian đều là giả. Chúng ta nói đây là nói những người chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn những người mà họ không tu thì chúng ta không cần nói tới làm gì. Dù là từng đời có người thân mình ra đi, chúng ta nhìn thấy, chúng ta vẫn không biết gì hết. Nên người niệm Phật cầu sanh cực lạc, pháp môn tịnh độ này pháp môn đại thù thắng ngay chỗ này. Ấn Độ này nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Con người mình vì túc nghiệp mình tạo vô lượng kiếp, cũng như là một cái căn nhà tối, không thấy cái gì hết, tối mức, tối tâm, không thấy gì luôn. Nhưng có Phật hiệu quý vị phát lên niệm thì giống như cái bóng đèn, dù căn nhà nó có tối cỡ nào nhưng bật đèn lên thì nó sáng. Phải không quý vị? Là như vậy mà. Thì câu Phật hiệu này cũng vậy. Câu Phật hiệu có thể giải trừ được vô minh, giải trừ được phiền não. Nên Ấn Tổ hay nói là nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật bị nghiệp chuyển. Nên người có tạo tội nghiệp lớn cỡ nào nên nhớ Phật, niệm Phật để chuyển nghiệp. Nhớ Phật là vì mình nhớ Phật nên chuyển cái bực bội sang si mình qua một bên. Còn mình quên Phật thì phiền não sân si nó chuyển mình. Vậy thôi. Nên mình mỗi ngày mình phải siêng năng niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Quan trọng nhất quý vị à. Rất là quan trọng luôn. Nên bản thân những đức cũng phải tự biết lo cho mình cái chuyện niệm Phật, cái việc tu. Không có dám giải đãi được. Nên bây giờ mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc, thì dù mình sống trong cuộc đời này mình thể hiện na ná giống người ta, nhưng cái tâm của mình là đặt cái vai trò ở thế giới cực lạc. Thì thấy con người hơn thua đấu đá nhau đủ chuyện hết chứ. Sự sinh tồn của cuộc sống, mọi loài đều có sự đấu tranh để tìm lẽ sống. Nên mình bây giờ nghe Phật pháp và mình nghĩ mình tương lai là người dân ở thế giới cực lạc. Vì nghĩ kỹ nha, không có gì thiệt thòi đâu quý vị à. Nếu như trong cuộc đời này chúng ta nghĩ việc đó là chúng ta bị thiệt thòi, nếu như quý vị nghĩ mình bị thiệt thòi thì quý vị sẽ tranh đấu không? Nghĩ mình thiệt thòi thì mình sẽ tranh đấu. Còn nếu như mình nghĩ sự tranh đấu là niệm niệm vì người thì đây còn gọi là có chính nghĩa. Còn nếu như vì cá nhân mình không có gì thiệt thòi chứ quý vị, không có gì thiệt thòi chứ. Nên con người mà đã không nghe đạo, không có tâm giải thoát rồi thì bất chấp mọi tội lỗi gì cũng làm. Họ chỉ nhìn được cái hiện tại cuộc đời của họ, chỉ cần có tiền bạc vật chất họ xài, họ dùng lo cho người thân họ là được rồi, bất chấp tội lỗi. Nếu như không có tâm tu đạo giải thoát, bất chấp tội lỗi. Nên mình mỗi ngày đều nhắc nhở mình niệm Phật. Như tất cả Phật tử đi về chùa mình nhìn thấy rõ ràng, lo cho bao nhiêu con người mà những đức mỗi ngày còn có nụ cười, có niềm vui. Nhưng hôm qua những đức gặp cái cô Bình Đức, tôi nói một câu rằng lúc trước nghe pháp tu tập nghiêm túc lắm thầy, nhưng mà không biết sao nó nặng nề cái tâm. Mà từ khi nghe thầy giảng tự nhiên sao nó vui, mà vui rồi tự nhiên sao nó an lạc, niệm Phật trôi chảy.
Nên một nụ cười 10 tháng thuốc bổ. Con người mà sống mỗi ngày nặng nề âu sầu thì bị tiêu. Sống mỗi ngày nặng nề âu sầu là bị tiêu. Có cô này cô sống trong một gia đình bên chồng, gia đình bên chồng còn hai người chị chồng mà không có chồng. Cô sống trong một gia đình khó khăn vô cùng, mẹ chồng cũng khó, bao nhiêu sự trở ngại. Mỗi lần bị la, bị nói, họ nói với chồng cô về còn la cô cái buồn, cô nói cô muốn tự tử, cô chết. Vì cả chồng mình cũng không binh mình, cô nói gì. Được người ta tặng một chiếc máy nghe pháp, có những đức chia sẻ cô nghe. Khi cô nghe tới cái câu thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Cô nghe câu này cái giống như là nó đột phá vô tâm cô, bừng tỉnh. Rồi kể những câu chuyện nghịch duyên trong cuộc đời tu hành. Cô nghe cái từ đó sao cô niệm Phật. Cô niệm Phật cô không mang tâm hận trách họ nữa. Cô nói một năm sau nó có sự hóa giải rõ rệt luôn. Hóa giải rất rõ rệt. Gia đình bên chồng đều đa phần thương cô, thương rất nhiều. Người ghét nhất bây giờ cũng không còn ghét nữa. Cô nói quá hay. Thì ra cái hận thù là do tâm mình nó bám víu. Nó bám víu vào sự hận thù nên nó sanh ra sự hận thù. Nếu như sự hận thù này mà mình không bám víu thì nó không bao giờ gây ra hận thù. Thì thấy rõ ràng, ta nghe pháp giác ngộ tâm, thấy chưa? Nên tu hành nó gặp trở ngại phải dùng cái câu thử thách mà thôi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Những đứa từng làm cái quạt, những đứa để cái chữ thử thách mà thôi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Trong cuộc đời con người này ai mà không chết mà không qua quý vị. Cái khổ đau gì trong cuộc đời này sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết. Bây giờ quý vị hiểu đạo rồi, quý vị bây giờ ngồi ở trong tù, bây giờ quý vị cũng là phải làm sao cởi mở tâm tư. Vì vì không cởi mở tâm tư thì cũng ở trong tù. Không cởi mở trong tu, không cởi mở tâm tư thì con người quý vị cũng là nghèo. Không cởi mở tâm tư thì quý vị cũng mắc của. Không cởi mở tâm tư thì quý vị cũng bị bỏ rơi. Thí dụ nằm những tâm trạng đó, nằm những cái hoàn cảnh đó thì không cởi mở tâm tư quý vị cũng chịu như vậy. Thà tốt chúng ta cởi mở tâm tư còn hay hơn. Tốt nhất chúng ta cởi mở tâm tư còn đặc biệt hơn nhiều. Nên á, cái việc Phật pháp để giúp con người cởi mở tâm tư là việc cực kỳ quan trọng. Những đứa gặp không biết bao nhiêu người mà nói họ gặp những đứa họ cảm ơn. Có khi họ muốn tự tử, có khi họ buồn chán, có khi đi vào con đường bế tắc vì mà nghe thầy giảng con cởi mở tâm tư. Có những Phật tử ở nước ngoài mỗi ngày người ta đều nghe những thuyết giảng niệm Phật lễ Phật cùng chúng, biết bao nhiêu người mà nói, bao nhiêu cái tin nhắn. Nên chùa mình á, người trong chùa đều được sự hộ trì đặc biệt lắm. Từ quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đều được hộ trì rất đặc biệt. Vì sao? Vì bản thân những đức hiểu sâu nhân quả, và những đức có cái tâm niệm nuôi con người, lo cho con người. Những đức muốn gây dựng sự thành công cho con người, giúp người thành tựu là việc mà bản thân mình rất vui, rất là vui. Nên á, những đức gửi lời đến tất cả Phật tử khắp nơi nơi. Ở trong chùa mình quý vị có quý thầy nào, chú nào, cô nào đi chăng, nhưng tuyệt đối đừng có gỡ đồ cá nhân gì cho họ hết. Vì ở đây những đức lo rất là đầy đủ cho họ. Vì bị gỡ cá nhân lại bị có chừng quý vị làm hại họ đó. Hại họ đó. Thí dụ như chùa mình có một hai anh em chia sẻ Phật pháp. Có những anh em chia sẻ Phật pháp, có những Phật tử cũng nghe. Nhưng đừng bao giờ gỡ đồ gì tên tuổi riêng biệt cho họ. Vì đây những đức lo cho họ được. Vì chùa còn bao nhiêu anh em, còn bao nhiêu huynh đệ. Họ bây giờ được như vậy, quý vị gỡ của cải cho họ, gỡ tiền cho họ, gỡ quà cho họ. Những anh em khác không có, ai cũng còn là phàm phu, cũng cảm thấy ủa sao. Người thì được chia sẻ Phật pháp,
phải re. Mình thì làm tay lắm chân bùn mà không ai ngó ngàng để ý đến mình. Quý vị coi, sự hộ trì của quý vị không hiểu, phải chỉ những đức nêu lên rằng quý vị cho đồ người trong chùa, tất cả Phật tử đều hiểu những đức. Mua cái gì tặng đồ cho các cô, món đồ nho nhỏ từ đồ con gái này kia, đều đưa những đức. Những đức tự phong phát hay không? Có bao giờ tự cầm đưa đâu. Đó mới là Phật tử hiểu biết, biết hộ trì. Để cho mình thầy làm thôi, nhiều tay đúc vô làm gì. Riêng chùa mình á, quý thầy cũng dễ thương, quý chú cũng dễ thương, quý cô cũng dễ thương, quý cụ dễ thương. Nhưng đừng bao giờ vì một cá nhân dễ thương mà tặng quà kiên biệt, hại người ta đó. Không phải giúp đâu mà hại người ta đó. Như những đức vừa nói câu, anh em ai cũng lo việc trong Tam Bảo, khi mua đồ ai những đức cũng mua chung, giống hệt. Còn bây giờ vì gỡ tiền riêng cho một người, gỡ của một người riêng, vì hại người ta đó, người ta sẽ thấy người ta bị thiệt thòi, làm cực cái người đó đó, mà người đó được người ta không được. Khi người đó có cá nhân lại rủ những người mình quý mình thích để ngồi ăn uống riêng đồ, nó sanh ra vấn đề cho người đó, phiền phức dữ lắm, phiền phức lắm. Bữa đó có cái thùng thuốc men gì, đồ bổ gì mà có một số vị bên nước ngoài gỡ cho một thầy trong chùa, như đức đem đưa cho mấy cô bên khu yếu hết trơn, lấy cho các cụ yếu uống hết đi. Mấy thầy còn trẻ cũng không có dùng mấy nào, chứ bản thân như đức thì cũng không có dùng cái gì, ăn uống cà phê cà pháo vậy đâu, bột gì gọi là bột sắn mấy cô pha như đức ly uống vậy thôi, chứ ngoài ra không cà phê cà pháo nước ngọt, bánh trái gì sô cô la đồ bị gỡ thì như đức chia cho mấy thầy mấy chú mấy cô đồ dùng vậy thôi. Những đức muốn giữ cần cổ mình cho nó khỏe để mà chia sẻ Phật pháp, nói chuyện mỗi ngày liên tục, giữ cần cổ, mong cho cần cổ nó khỏe, nó nói chuyện cái tiếng rõ để mà nói chuyện Phật pháp thôi. Giờ đi tu rồi, niềm vui mình sanh ra từ cái tâm thiện, từ cái việc làm ý nghĩa trong cuộc đời, mà thấy nó yên tâm, nó vui vậy thôi. Nên những đức mong hàng cư sĩ Phật tử hộ trì phải có trí tuệ. Nhớ kỹ, hộ trì phải có trí tuệ. Nếu như hộ trì mà không có trí tuệ, không khác nào bị hại người ta. Nên tại sao có những người tu hành xuất gia vừa Phật đèn sáng lên chút lại bị dập tắt nó tiêu, vừa sáng lên chút quý vị đem lại cung phụng này nọ tùm lum thứ, tội nghiệp thương, cho đồ, cuối cùng quý vị hại người ta. Nơi đâu thì tùy quý vị, còn riêng chùa mình là được sự hộ trì lo lắng hết trơn, lo lắng hết trơn. Quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đều được lo hết. Bây giờ thôi mà những đức đã chuẩn bị may đồ cho các cụ tháng 7 rồi, tháng 7 lại quay may đồ cho cụ Tết nữa. Như đức chuẩn bị hết trơn rồi. Còn mấy anh em xuất gia, đồ đạc dài, dép như đức có mua hết trơn. Đó là một tấm lòng rất chân thật. Nên Phật tử mình cúng dường cái gì thì mình gỡ trực tiếp, một người lo thôi, đừng có gỡ tùm lum. Còn nếu không thì thôi, để cho người ta yên, người ta lo, người ta tu. Về sau những vị thầy này có tương lai, về phần người tu hành ít dính tiền bạc. Ở trong chùa người nào lo dính tiền thì lo, đừng có người nào cũng dính vô, mất công phiền phức lắm. Nên như đức thường nói các anh em trong chùa, có khi cái gốc mà chưa bồi mà cái ngọn nó xum xê, có ngã cái cây mình luôn. Mình im im để gầy dựng cái gốc mình cho chắc, nó còn ngon hơn nhiều. Nên là cái quan trọng. Nên mỗi một người nghe đạo phải siêng năng niệm Phật, gầy dựng tính nguyện niệm Phật, đừng nên giải đãi. Siêng năng niệm Phật, pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt đại thù thắng. Tu tập mà càng tu càng thấy vui vẻ an lạc,
càng tu càng phát tâm hướng đến giải thoát. Cái này quan trọng dữ lắm. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.